về. Đại ca này sẽ quay về nghe, sẽ làm cho cái trái đất này trật tự lại. Cái đại ca này nè, tướng trời á, ổng là nhận lệnh của cha xuống mà, cũng không có uổng công. 2 năm trước khấn giảm 10 năm tuổi thọ cho ông này, bây giờ ổng còn mạnh hơn mình nó mém gãy chân kiệt đi bị chặt, chứ ổng trời đi sần sẩn, ổng đâu có té cầu thang đâu. Ông mạnh. Mai đi hỏi số phận Putin và Tập sẽ ra sao hỡi anh Kiệt? Nếu mà hôm nay mà có người nào mà dịch ra tiếng Tàu cho Tập tiếng Bình nghe, hoặc là có người nào dịch ra tiếng Nga, Russian cho Putin nghe, có ông Kiệt nó nói hai ông á sẽ bị đọa xuống địa ngục và ở xuống đó 10 tỷ năm ở dưới, thì mấy ông sẽ hoảng hồn, thì mấy ông sẽ ngưng bắn liền. Còn nếu mà không ai dịch được cho hai ổng nghe thì mấy ổng sẽ bấm nút tiếp, chơi cùi sợ lỡ. Bây giờ bắt đầu đem bom nguyên tử ra bấm, cũng giống như mặt Kim Jong Un nó ngàn qua nó bắn cái trái gì lên mà xuyên lục địa đó. thì coi thử. Giờ là bên nào bắt đầu rõ ràng bên đó rồi. Bữa giờ mình cứ sàn nha, đậu đậu đen với đậu trắng. Bữa nay đậu đen á, nó qua một bên, đậu trắng qua một bên. Như ở nhà mình hay sàn lúa, sàn sạn rồi đó, sàn sàn thì bắt đầu lợp ra. Thì khi cuối cùng rồi, tất cả những người ác sẽ không ai bao giờ nghĩ được chữ ngờ, đánh đấu vũ khí mưu kế xảo quyệt của thế gian sẽ không bao giờ thắng nổi với thượng thiên. Từ những ngày đầu Kiệt lên mạng, Kiệt nói là thượng thiên đừng có nghịch thiên. Cái chữ ngờ không ai hiểu được chữ ngờ như thế nào. Cả Putin hôm nay hối hận vẫn không kịp, thân bại danh liệt mà tánh mạng không biết còn sống, đếm từng giây từng giờ ở nhau quý vị. Putin, Tập Cận Bình cũng vậy, cả những đại ca ở bển của mình hôm nay cũng vậy. Kiệt thương những đại ca vô cùng, cho nên những clip Kiệt nói á, mình có được Ngô Tuấn Kiệt, Thiên Tuấn Kiệt lên đây nói, mình biết thiên cơ thì mình nắm cơ vận. Mình nắm cơ vận, mấy đại ca cứ nắm thời cuộc, nắm thời cuộc, mình xoay chuyển theo thời cuộc để mình lập thân lập thế và mình tính chuyện cho con cháu của mình ba bốn đời sau, còn hơn là lên đây mà cứ chửi Kiệt tối ngày. Thì Kiệt cũng không có buồn, mà Kiệt chỉ buồn cho cái người chửi Kiệt thôi. Đã Kiệt đọc một số comment nào quý vị, một số người chửi Kiệt nghe. Chửi mà chửi tan nát, chửi tơi bời. Còn hiện giờ là mình giống như anh em. Thấy cái đầu comment nha. Hai mấy comment mà mình đọc nó, người ta không hiểu, nó phản ảnh lại. Thôi mình nói chuyện của mình ở bên trong tương lai á, năm vị sư phụ đã từng tiên tri 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì hôm nay bữa giờ mình đâu có chết nhiều đâu.
Mình chưa tới chưa tới một nữa, cho nên mình vẫn còn tiếp tục chết dài dài. Trận chiến này mà nó nổ ra ở Biển Đông, Đài Loan, rồi nó sang cho cái nạn đói toàn cầu, tại vì tất cả những cái tàu hàng và máy bay sẽ không có vận chuyển được, thì có nhiều sự thiếu thốn và chết chóc. Tội nghiệp cái ông Zelensky, ổng lên ổng yêu cầu xin thế giới 1% vũ khí của những nước Âu Châu là NATO á, để cho ổng, để ổng chống lại tụi con cháu của thiên ma, để cứu toàn cầu. Thấy cái lời xin khẩn của ổng đâu có quá đáng gì đâu, ổng cũng cứu luôn mình nữa mà, ổng cứu luôn. Nếu mà ổng mà thắng Nga thì Trung Cộng đâu có dám đánh Đài Loan. Còn mà lần thần 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 cái này á, rồi Mỹ không nhảy vô thì Trung Cộng sẽ đánh Đài Loan, thì lúc đó Thế chiến thứ ba sẽ nổ, thì lúc đó là 10 chết 7 còn 3. Việt Sinh thì cái lực của Việt Sinh một phần thôi, mà ở ngoài đời á, hiện giờ người ta vẫn chưa có thức tỉnh, vẫn chưa có ngộ, vẫn nhiều người chưa biết cha là ai, vẫn chưa biết mẹ là ai. Còn một đống người vẫn hôm nay nè, vẫn tiếp tục lên mạng xỉa xói Việt nhiều lắm, rồi nó tạo ra những cái mạng nó nói rất là phạm thượng, nghịch thiên. Những gì Việt nói toàn là có lợi cho tất cả mọi người và có lợi cho linh hồn của mình. Ở thế gian này mình không cần biết mình giàu có mấy nghìn tỷ như Putin, hay là mà bao nhiêu tiền của như Bill Gates, Michael Jackson nổi tiếng, hay là cả những người có chức quyền cao trong tất cả chức vụ lãnh đạo. Khi chết cái thần hồn á, đi về đâu mới quan trọng, và có bị hai người đến kè không, hai có hai người kè là mệt á, là không có tự tại rồi, thì cái đó mới là quan trọng. Thì những gì Kiệt nói là Kiệt lo cho cái ngày của đó của quý vị đó, chứ còn quý vị sống thì dĩ nhiên là ngày mai mình chưa dính Covid thì mình đâu có sợ, thì đến khi mình dính Covid rồi thì lúc đó nó đã muộn rồi, nó nằm trong cơ thể mình rồi. Cả cái chuyện mà thiện giả nghiệp và phước cũng vậy. Hôm nay chuyện nói quý vị thức tỉnh, quý vị quay đầu lại thì không có tạo nghiệp nữa, thì có nghĩa là cái máu của mình nó đã bị chặn lại, mình băng lại rồi, thì mình không có bị chết. Thì Kiệt nói là mình khi mà 2 năm nay những người mà hiểu Kiệt, nghe Kiệt á, là ngưng lại, ngưng làm những chuyện ác, bắt đầu làm những chuyện thiện. Thì khi mình mất đi á, thì cha mẹ của mình là hai vị này sẽ rước mình về thiên đàng. Còn nếu mà hôm nay cha mẹ đưa tay xuống rồi kêu Kiệt thảy cọng dây, rồi mặc áo phao cứ lội đi cứu quý vị hoài, mà mỗi lần mà Kiệt lội gần mà vớt quý vị lên á, thì quý vị đạp Kiệt văng ra không chịu đưa tay, thì làm sao Kiệt cứu được. Đó là ý Kiệt nói như vậy. Thảo Phan nói: chú Kiệt ơi, cô Hằng có thoát được kiếp nạn này không? Chú đã nói mấy tháng trước, và cái clip hồi bữa chú quay ở trên núi ấy, là thế gian này có một người cứu cổ thôi mà, có một người thôi, không có người thứ hai. Người đó là ai biết rồi đó. Mấy nam mình cứu là bằng cách nào? Là mình chỉ khấn thôi. Tất cả hiện bây giờ Kiệt đã thường nói hoài à, mọi chuyện thế gian, mà những YouTuber, những người mà nổi tiếng trên mạng đều mang nhiệm vụ của cha và mẹ xuống trần. Thì mình là người, mình làm cái gì á mà mình không có biết, nhiều lúc mình quá chớn, mình không biết mình có nhiệm vụ á, thì mình đi quá chớn thì là giống như kiểu của chỉ vậy đó.